Là một fan lâu năm, Lindo không khỏi háo hức khi hay tin Lê Bảo Bình đặt chân đến đất Angola. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh chàng đã được gặp thần tượng của mình bằng da bằng thịt. Đúng như Quang Linh Vlog tiết lộ, Lê Bảo Bình và một số thành viên team Việt Phi đã có mặt tại trụ sở của team châu Phi ở Angola. Màn gặp gỡ của fan cứng Lindo với giọng ca sinh năm 1990 nhanh chóng gây sốt cõi mạng. Trong clip được chia sẻ trên kênh Quang Linh Vlog, trước khi gặp gỡ Lê Bảo Bình, Lindo đã bày tỏ sự thắc mắc về lời một bài hát của thần tượng với chủ tịch trẻ. Thấy anh bạn háo hức, YouTuber quê Nghệ An cũng vui lây đồng thời hướng dẫn nên hỏi nam ca sĩ 9X thế nào. Vừa chạm mặt Lê Bảo Bình, Lindo cover ngay và luôn bản hit Cuộc Vui Cô Đơn của idol nhằm thể hiện sự mến mộ, mặc kệ mọi người xung quanh làm gì thì làm. Khi có người nói bài này của Đình Dũng mà, YouTuber Angola liền phản bác không phải, anh Lê Bảo Bình đấy. Sau đó, Lindo còn chất vấn thần tượng một điều, tại sao anh lại viết em ơi mình chia tay lâu rồi, em cũng đã yêu thêm người mới, tại sao nhờ? Chia tay lâu rồi mà em lại yêu người mới, tại sao anh viết như thế? Trước câu hỏi bất ngờ từ fan lâu năm, Lê Bảo Bình chỉ có thể trả lời là bây giờ anh cũng không biết tại sao và cười trừ. Thấy tình hình không ổn nên Quang Linh đã ra tay tương trợ khi cho rằng chia tay rồi thì phải yêu thêm người mới chứ. Nhận được câu trả lời dù chưa thỏa mãn lắm nhưng Lindo vẫn tạm chấp nhận và cho qua chuyện. Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong được thưởng thức tiết mục tam ca của Lê Bảo Bình, Lindo và Lôi Con. Có người còn khen Lindo quá giỏi hiểu cả ý nghĩa của lời bài hát. Hóng Lindo và Lôi hát với anh Bình, ca sĩ gặp phải cây hài Lindo, Lindo hát nhạc Lê Bảo Bình, xong rồi phân tích lời bài hát đỉnh thế, Lindo mê. Đáp lại mong muốn của netizen, sau khi đưa Lê Bảo Bình tham quan một vòng trụ sở team châu Phi cũng như tặng một số phần quà cho người dân, Quang Linh đã tạo điều kiện để Lindo song ca cùng thần tượng, bài hát được chọn là Yêu Vội Vàng. Giọng ca sinh năm 1990 cũng rất chiều fan cứng khi để YouTuber Angola hát trước, còn mình thì chỉnh âm thanh sao cho hợp giọng nhất có thể. Lúc này, Lindo rất tự tin thể hiện tài năng, anh chàng một tay cầm mic một tay cầm điện thoại hát tiếng Việt rất trôi chảy. Dù không vô nhịp hoàn toàn, đôi lúc chênh phô nhưng thần thái của ông chủ trẻ đã lấp đầy những thiếu sót đó. Khi Lê Bảo Bình ra hiệu đến lượt, YouTuber Angola liền hiểu ý và xoay màn hình điện thoại sang cho thần tượng ngay. Giọng hát live của nam ca sĩ 9X thì không có gì để bàn cãi, điều mà netizen thích thú chính là tương tác thoải mái giữa anh và fan cứng. Được biết, Lindo rất hâm mộ Lê Bảo Bình, từ khi chưa nói dành tiếng Việt là đã nghe nhạc của giọng ca sinh năm 1990. Cho nên khi được nhìn thấy thần tượng ngoài đời, ông chủ trẻ không giấu được sự vui sướng lộ rõ trên gương mặt. Như vậy, anh chàng đã chính thức đu idol thành công. Lindo tên thật là Manuel Arlindo sinh năm 1997, đã có vợ và hai con. Anh chàng là một trong những người đầu tiên gia nhập team châu Phi. Được nhận xét là thật thà, chăm chỉ và thông minh nên nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng từ Quang Linh. Sau khi làm việc cùng YouTuber quê Nghệ An và team châu Phi, cuộc sống của Lindo thay đổi rất nhiều, được giúp đỡ mua đất, xây nhà bề thế. Hiện tại, chàng trai này đã là chủ của một quán ăn tại khu chợ Angola, mỗi ngày đều đón lượng khách lớn đến dùng bữa. Anh cũng có riêng cho mình kênh YouTube với gần 630.000 người theo dõi, được yêu mến qua nhiều vlog nấu món Việt Nam.